Đây là không gian quảng bá sản phẩm văn hóa du lịch tại lễ hội Hoa Ban năm 2022 tỉnh Điện Biên. Sau 2 năm không tổ chức vì dịch COVID-19, năm nay lễ hội Hoa Ban được tỉnh Điện Biên khai mạc đúng vào ngày 13 tháng 3, thời khắc mà cách đây 68 năm, quân đội nhân dân Việt Nam đã nổ phát súng đầu tiên mở màn chiến dịch Điện Biên Phủ và làm nên chiến thắng lừng lẫy Nam Châu, chấn động địa cầu. Lễ hội Hoa Ban tỉnh Điện Biên là sự kiện văn hóa du lịch lớn của tỉnh Điện Biên năm 2022. Thông qua lễ hội nhằm giới thiệu, quảng bá, tôn vinh những nét văn hóa đặc sắc của nhân dân các dân tộc tỉnh Điện Biên gắn với vẻ đẹp của Hoa Ban, loài hoa đặc trưng của Điện Biên Tây Bắc. Cũng thông qua lễ hội nhằm thu hút, mời gọi du khách và các nhà đầu tư đến với Điện Biên, đồng thời khẳng định Điện Biên là điểm đến hấp dẫn trong vùng cung du lịch Tây Bắc. Năm nay đến với lễ hội Hoa Ban thì công ty chúng tôi cũng đã đưa cái sản phẩm Macca là đã đạt tiêu chuẩn OCOP, sản phẩm Macca đã chế biến, rồi cây giống Macca cũng như dầu Macca và có cả rượu Macca. Muốn quảng bá giới thiệu cái sản phẩm của mình đến tất cả mọi người ở trong tỉnh cũng như ở ngoài tỉnh để giới thiệu cái sản phẩm Macca của Điện Biên. Đến với lễ hội Hoa Ban thì chúng tôi mang rất là nhiều những sản phẩm để quảng bá, ví dụ như cà phê Hồng Kỳ hay là chẩm chéo chua, một cái thương hiệu đã được một đồng chí đoàn của thị trấn đoạt giải phụ nữ khởi nghiệp của tỉnh Điện Biên. Và các sản phẩm như Macca thì của xã Quài Nưa, hay gừng tánh thông, hay gạo, hay là bí ngô là của xã Cô Nhung, thì chúng tôi sẽ đem những sản phẩm của địa phương lên để quảng bá và giới thiệu cho các du khách cũng như là bạn bè đến để tham quan và có thể là mua sắm. Tại lễ hội Hoa Ban năm 2022, có gần 60 gian hàng của 30 đơn vị trong và ngoài tỉnh tham gia trưng bày, giới thiệu, quảng bá sản phẩm văn hóa du lịch, đã thể hiện rõ nét không gian sinh hoạt văn hóa của các dân tộc thiểu số miền núi phía Bắc nói chung, tỉnh Điện Biên nói riêng. Các sản phẩm đặc trưng của mỗi dân tộc được trưng bày ở các gian hàng với nhiều mẫu mã đa dạng, phong phú, mang đậm bản sắc văn hóa của các dân tộc Tây Bắc. Các sản phẩm đều gắn liền với những nét đặc trưng về thiên nhiên, con người miền núi và văn hóa truyền thống các dân tộc thiểu số. Đây là một cái hoạt động không thể thiếu được ở trong mỗi kỳ lễ hội Hoa Ban. Bởi vì là thông qua cái hoạt động này, chúng ta trưng bày, chúng ta quảng bá, chúng ta giới thiệu được với nhân dân, đặc biệt là với du khách đến thăm và du lịch tại tỉnh Điện Biên, những cái nét đẹp về văn hóa truyền thống của nhân dân các dân tộc trên địa bàn tỉnh Điện Biên, đồng thời cũng giới thiệu được các cái sản phẩm mang cái tính gắn với cái đời sống và gắn với cái truyền thống phong tục của nhân dân. Sự lan tỏa của lễ hội Hoa Ban còn góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh, tạo động lực cho tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu theo mục tiêu của Nghị quyết 03 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh. Đặc biệt hơn, lễ hội còn góp phần cụ thể hóa các mục tiêu Nghị quyết số 33 NQTU Hội nghị Trung ương 9 khóa 11 về xây dựng và phát triển văn hóa con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước, đưa văn hóa trở thành sức mạnh nội sinh của dân tộc, đồng thời góp phần tăng cường khối đại đoàn kết các dân tộc, giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm quốc phòng an ninh trên địa bàn tỉnh, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng Toàn quốc lần thứ 13, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Điện Biên lần thứ 14.